À, xin chào quý vị trở lại chương trình Trực Chuyện TV. Thì chúng ta đang ở những ngày gọi là nửa cuối của cái tháng 4. Và cái tháng 4 này đó là một cái tháng mà trong tâm khảm của rất là nhiều những cái người Việt Nam mà xa xứ, những cái người mà lớn tuổi, những người mà trải qua cái cuộc chiến của Việt Nam và trải ra cái biến cố của năm 1975. Thì người ta thường hay có những hoài niệm trong cái tháng 4 này. Và cái cộng đồng Việt Nam ở tại hải ngoại, cụ thể nó như ở tại Hoa Kỳ, ở Úc hay là ở nhiều nơi khác trên thế giới, những cái người mà ra đi từ ở phía miền Nam của Việt Nam sau năm 1975 để tạo dựng nên những cái cộng đồng đó ngay từ ban đầu. Thì thường theo những cái thông lệ thì tới tháng 4 người ta hay tưởng niệm hay tổ chức những cái buổi lễ và hoặc là có các sự kiện là ôn lại những nhắc nhở lại những cái hoạt động của hồi trước 1975. Và bây giờ đó thì chúng ta thấy là ngay tại Hoa Kỳ cũng vậy, tới ngày 30 tháng 4 vẫn có những cái buổi giống như là tùy theo từng khu vực, tùy theo những cái khu dân cư của người Việt Nam. Thí dụ như ở Nam Cali thì làm ở cái vùng mà gọi là tượng đài chiến sĩ ở thành phố Westminster. Ở bên Houston thì có thể họ làm ở trên cái đường Bel Air, và rất là nhiều những cái thành phố khác đó cũng tụ tập đông người Việt thì người ta vẫn làm. Để có những cái sinh hoạt như làm thắp nến rồi cầu nguyện rồi tưởng niệm rồi ca hát rồi nhắc nhở với nhau rồi chào cờ rồi hát quốc ca của Việt Nam Cộng Hòa. Thì đó là một số các cái hoạt động thôi. Có người hỏi rằng là có đi diễu hành hay không thì rất là ít thấy có những cái trường hợp diễu hành vào cái dịp 30 tháng 4. Thường thì người ta diễu hành vào cái dịp Tết thì đúng hơn. Và những cái cảnh tượng mà treo cờ trên một số các cái đường phố thì có hay không? Có. Các cái cơ sở thương mại của người Việt Nam thì có. Người ta thường hay quyên tiền để mà treo cờ. Có những nơi họ treo cờ vàng ba sọc đỏ cả một cái tháng 4 này. Nhưng mà năm nay đó thì vừa rồi chúng tôi nhận được một cái tin nhắn của một cái người bạn, hay đúng hơn là một cái người đàn anh đang ở bên Úc, và cái người này cũng làm báo chí và cũng thường hay viết những cái bài báo đặng mà đăng ở trên một số các cái trang mạng. Trước đây thì viết báo báo giấy nhưng mà sau này thì cũng hay thường viết ở trên mạng đó, cũng kiểu như là cũng là nằm trong cái thành phần chống cộng và cũng viết rất là nhiều. Nhưng mà lần này đó khi mà gửi đến chúng tôi một cái tin nhắn, chúng ta thấy là rất là bất ngờ khi mà anh ta nói rằng là năm nay đó là tưởng niệm 30 tháng 4, làm báo chí truyền thông không nên nhắc tới cái chữ gọi là tháng 4 đen, hoặc là nghe nó rất là buồn. Và anh ta nói chỉ nói như vậy thôi, không có nên nhắc tới cái chữ tháng 4 đen nữa mà chỉ nên nói là tháng tưởng niệm thôi. Và chúng ta cũng không có nói nhắc tới cái những cái chuyện mà không có muốn nghe, là những cái chuyện giống như là ngày chiến thắng hay là ngày giải phóng hay là cái ngày mà tiêu diệt đế quốc Mỹ hay là bọn Ngụy, bọn Tay Sai, thì những cái điều đó là những điều mà người ta rất là ít, người ta rất là khó chịu khi mà muốn nghe. Thì cái thực tế thì chúng ta thấy rằng cái sự tranh cãi trong rất là nhiều năm qua đó, kể cả những cái dư luận ở trong nước và ở ngoài nước, một số những cái người mà họ cực đoan hơn thì họ nói không, cái ngày tưởng niệm ngày 30 tháng 4 là tháng 4 này là phải tháng 4 đen thôi, và cái ngày 30 tháng 4 là ngày quốc hận, cái ngày mất nước, mà cái ngày bị cộng sản Bắc Việt đánh chiếm rồi, nào là bị mất dân chủ nhân quyền và đủ thứ chuyện hết. Họ cứ coi như là lúc nào cũng nói rằng không thể nào thay đổi được. Đó là một cái điều phải giữ cái lằn ranh, phải giữ cái nguyên tắc. Còn một số ở trong nước á, cũng có những cái người họ mềm mỏng, có nhiều đa phần rồi đó, thấy là cũng khác biệt hơn. Thí dụ như trong cái bộ sử của Việt Nam cũng đã không có nhắc đến cái từ Ngụy nữa, thậm chí người ta muốn bỏ luôn, người ta dùng những cái từ ngữ nó nhẹ nhàng hơn theo cái hướng theo đúng như cái nghị quyết 36, theo cái hướng là kêu gọi hòa hợp hòa giải, theo cái hướng rằng một cái cộng đồng thống nhất và một cái sự đoàn kết người Việt Nam, ngay cả những người Việt Nam ở gọi là kiều bào ở xa xứ cũng vậy. Những cái điều gì mà có thể làm cho cái sự đoàn kết đó nó bị sứt mẻ, nó bị ngăn cản đó, thì người ta phải né tránh. Đây là một cái chiến lược chung rồi, đây là một cái vấn đề thuộc về nguyên tắc, một cái chủ trương hay nó đúng hơn một cái đường lối rất là lớn. Nhưng mà cái cách thực hiện đó thì dĩ nhiên đây đó cũng còn rất là khác nhau. Người ta vẫn còn nhắc đến những cái điều mà
làm cho nhiều người cứ cảm thấy rằng rằng có một cái sự gì đó xa cách. Ví dụ như người trong nước á, chính quyền người ta khi mà nghe những cái từ quốc hận, những cái từ mà tháng tư đen thì người ta thấy rất là không thích rồi. Còn ở bên ngoài khi mà nói rằng ở ngày đập đổ chế độ rồi nào là các bọn ác ôn rồi là những cái từ ngữ mà khi mà tìm thường hay ôn lại những cái lịch sử đó, hoặc chiếu là những cái thước phim của trước năm 1975 về một cái chính quyền của Sài Gòn trong những cái ngày gọi là hấp hối rồi sau đó sụp đổ một cách rất là nhanh chóng, và người ta hay dùng những cái từ bình luận ở trong những cái video clip như vậy, những cái thước phim như vậy, hay là những cái bài báo nói về những cái ngày đó đó, thì dùng những cái từ mà nó nặng quá và làm cho nhiều người họ cứ tranh cãi mãi thôi. Ví dụ như ở trong Việt Nam đó, cái việc mà bộ sử thôi, bỏ cái chữ ngụy ra bên ngoài thôi cũng đã bị chỉ trích rất là dữ dội, thậm chí là nhiều người lên tiếng, ngay cả một số những cái người mà có chức sắc nữa cũng lên tiếng, cũng đánh giá. Nhưng mà cuối cùng thì rất là hoan nghênh khi mà bộ sử nó cũng đã được thông qua và cũng đã được ban hành, và từng bước á, thì cái cách dùng từ nó cũng khác đi. Thì cái việc mà các anh bạn này đó mà gửi cho chúng tôi một cái thông điệp như vậy, chúng tôi thấy rằng cũng đúng. Bởi vì bây giờ có lẽ là tưởng niệm thì những người mà họ họ đi ra trước năm 1975 chẳng hạn, hoặc là mấy cái chú mấy bác những người cụ sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, dĩ nhiên là những người đó bây giờ rất là lớn tuổi rồi, thậm chí là gia đình của tất cả những cái người mà bị ảnh hưởng tới cái thời cuộc trước năm 1975, thì dĩ nhiên người ta có những cái sự thù hằn, có những cái sự mà ác cảm và có những cái sự mất mát, và dĩ nhiên rằng là người ta cái suy nghĩ cũng rất là khác rồi. Do đó cũng khó để mà có thể mà nói rằng là bây giờ thôi quên hết tất cả, hoặc là không nó nên làm cái này không làm cái kia. Và những cái điều đó thì từng lúc á, thì có lẽ là theo thời gian thì nó có khác đi. Ví dụ như trước kia mà mỗi lần mà đến tháng tư đó thì những cái sự kiện như thế này làm rất là lớn và rất là nhiều người tham dự, và cái khí thế hay nó đúng hơn là cái phong trào nó lên rất là cao. Tuy nhiên thì những năm gần đây đó thì những cái việc mà tổ chức ngay cả những cái buổi đêm mà ca nhạc sùm hết mà kêu rất là nhiều các cái ca nghệ sĩ đến thì cũng rất là ít người xem, rất là ít người đến và tham dự. Đó là cái điều mà bởi vì bây giờ người ta hiểu nhiều cái thông tin rồi, trong nước cũng đã có rất là nhiều các sự chuyển biến. Những cái người mà trước kia đó thì bây giờ người ta cũng đã già hết rồi, thậm chí là có nhiều người qua đời hết rồi, và cái thế hệ mới bây giờ mà lãnh đạo trong cái đất nước họ cũng hoàn toàn rất là khác. Và nhiều người ở hải ngoại cũng những cái, có khá nhiều những người mà đứng trong cái thành phần đó, thành phần mà thường hay tưởng niệm, thường hay chống đối, rồi thậm chí là hay chỉ trích chính quyền Việt Nam, thậm chí là đấu tranh chống cộng nữa, cũng đã có cái sự đi về Việt Nam. Có người thì đi về theo cái hướng quay đầu, có người thì đi về theo cái hướng để mà tìm hiểu, để thăm gia đình, để quan sát. Thì dù cho thăm gia đình hay là gì quan sát bình thường thì khi mà trở qua thì cái suy nghĩ của người ta cũng có nhiều cái sự khác nhau. Và có lẽ vì tuổi tác nữa, vì cái thời gian, và những người mà trong cái thế hệ đó thì bây giờ cũng đã 70 mấy tuổi hết rồi. Do đó thì những cái thế hệ sau thì cái sự mà tiếp nối cái sự thù hận, cái sự căm căm hờn hay là tức giận á, nó không có phải giống như những cái người cha chú đó nữa. Do đó thì đây là cái cách mà lý giải, bởi vì rất là nhiều các yếu tố mà cái sự hoạt động như gọi là tưởng niệm đó, hoặc là tháng tư đen hay là quốc hận đó, nó không có còn đông như là trước kia. Với lại một cái yếu tố cũng không có phải lớn lắm mà nó cũng liên quan, đó là cái việc mà tưởng niệm như thế này nè, thường hay tổ chức các cái sự kiện là các cái ca nghệ sĩ chẳng hạn, hoặc là những cái người mà thường có cái nổi tiếng trong cộng đồng đó đứng lên để mà tham gia rồi kêu gọi rồi hát hò đủ thứ chuyện hết, những cái danh ca đồ đến. Bây giờ thì có rất là nhiều các cái danh ca, các cái ca nghệ sĩ, thậm chí là những cái người mà nổi tiếng trong cộng đồng, những cái doanh nhân ở trong trong cộng đồng Việt Nam thì cũng đã quay đầu về Việt Nam làm ăn, cũng phải chui đầu về Việt Nam để mà hát hò, rồi cũng phải có những cái thỏa hiệp ở trong nước. Do đó thì có lẽ là vì những yếu tố quá chính trị,
có khi họ sợ, không phải sợ gì mà họ cũng chả thấy rằng có cái lợi gì, do đó thì nhiều người họ né. Đây không biết có phải là thực tế hay không, nhưng mà có những cái đánh giá như vậy thì chúng ta phải tìm hiểu, nếu mà nó không đúng thì người ta lên tiếng, người ta không đến tham dự là vì sao, vì ra nó trời lạnh quá, tại sao hồi xưa trời lạnh người ta vẫn ra, vẫn hô hào, vẫn đấu tranh, vẫn kêu gọi đủ thứ chuyện hết, mà sau này không có làm như vậy nữa. Và người ta thấy xuất hiện ở trong Việt Nam, xuất hiện ở các khu ca nhạc trống đồng, hay là ở khu vực phố cổ Hà Nội, hay là những cái tụ điểm ca nhạc gì đó ở miền Trung, rất là nhiều thứ. Cho nên và những cái doanh nhân ở ở bên Hoa Kỳ đó thì nhiều người làm ăn với trong nước, thậm chí là họ đi đêm đi gặp các quan chức, không chừng đã lâu lâu thấy tiết lộ rồi, gặp chụp những hình ảnh, gặp các cái đại quan của Việt Nam. Cho nên rất là nhiều các yếu tố, người ta cứ chửi nhau, người ta cứ chụp mũ qua lại với nhau, cái tổ chức cái nhóm này mà tổ chức tưởng niệm, hay là tổ chức các cái sự kiện chính trị hay là xã hội gì đó, thì nhóm khác họ chỉ trích, họ nói trong cái nhóm đó có người là thân với cộng sản, có người về đi Trường Sa, có người làm chụp chung với các quan chức của cộng sản, đủ thứ chuyện hết. Cho nên chúng ta thấy rằng ở trong cái cộng đồng này nó cũng đã bị phân hóa rất là nhiều, phân hóa theo cái thời gian. Và người ta nói rằng một cái câu đó là chụp cái nón cối lên là rất là dễ thôi, theo cái câu là bị mua chuộc, bị cộng sản nó lôi kéo hết rồi, và vì cái đồng tiền hay là vì bất cứ cái gì đó. Thì bây giờ trở lại một cái vấn đề đó là những cái khái niệm như là tháng tư đen chẳng hạn. À, vừa rồi thì cũng có một cái sự kiện là cái thượng nghị sĩ của bang California, một cái ông người Mỹ trắng, thì cái ông này cũng đã có một cái có một cái nghị quyết, hay nói đúng hơn á là đưa ra để mà lấy ý kiến ở trong thượng viện của bang California. Thì cái bang California muốn ra một cái nghị quyết là gọi là tưởng niệm tháng tư đen, thì cái ông đây là thượng nghị sĩ Tom Omberg, thì ở trong đưa ra một cái đệ trình mang tên là SCR 85, và đã được thượng viện của Hoa Kỳ, hay đúng là thượng viện của Cali thông qua. Và cái SCR 85 này đó cần phải được hạ viện của Cali thông qua nữa. Chỉ cái ông Ombud này là một cái người nằm trong cái khu vực và có đông dân cư của người Việt. Ông này thì người Mỹ trắng, thì chắc chắn một người mà người Mỹ trắng á thì họ cũng không phải là người Việt, họ cũng chả có biết cái gì mà liên quan đến người Việt đâu, nhưng mà vì lý do gì đó mà người ta lại lại làm như thế này. Thì chúng ta thấy rằng đây là cái hình ảnh của ông Tom Omberg, có lẽ là chúng ta thấy rằng được trích từ ông ra là nghị sĩ của thượng viện của bang California, thậm chí là ông đeo cái khẩu trang đó cũng làm có ba sọc đỏ nữa. Thì những người mà họ làm chính trị đó họ rất là khôn khéo, họ muốn lấy lòng các cái cử tri, họ nghĩ rằng cái cộng đồng Việt Nam ở đây là cộng đồng chống cộng, cho nên là cứ cứ cho uống nước đường, cứ làm gì đó để mà xoa dịu cái lòng tự ái của cái cử tri, gọi là cử tri mà chống cộng đó, để mà họ lấy cái lá phiếu. Cho nên là họ cứ đem ra là nó nhất, trước đây thì có những cái nghị quyết gọi là treo cờ vàng, nghị quyết treo cờ vàng thì thành phố này treo, thành phố kia treo, thành phố nọ treo, cả có nhiều tiểu bang cũng thông qua. Nhưng bây giờ thì sao, thì cờ vàng có lúc thì cũng treo chỗ này chỗ kia, thì cái chuyện cũng rất là bình thường thôi. Và đến bây giờ đó thì thông qua cái tháng tư đen này, gọi là kỷ niệm tưởng niệm tháng tư đen, thì cái tưởng niệm tháng tư đen như vậy đó, thì nếu mà thông qua được thì đây là một cái điều đó cũng chỉ mang cái tính chất hình thức thôi, mang tính chất là biểu tượng, và mang tính chất đó để mà muốn lôi kéo cái người Việt để mà lấy phiếu, nó chỉ dừng lại đó thôi. Nhưng mà ông này đó thì chúng ta thấy là khi mà đưa ra một cái nghị quyết như thế này thì cộng đồng Việt Nam ở tại Hoa Kỳ, chưa ngay tại cái vùng mà gọi là lĩnh đô Sài Gòn này đó, cũng không có thấy nhiều người họ ca ngợi, ngay cả những người trong cái lực lượng chống cộng. Bởi vì sao? Bởi vì ông ta nằm trong một cái địa hạt, và ông ta đại diện đó thì có cả những cái người Việt Nam luôn, cử tri Việt Nam luôn. Tuy nhiên thì cái địa hạt đó là một cái địa hạt mà những người Việt Nam khác
cũng đang muốn ra để mà tranh cử. Cho nên nhiều cái nghị cái cử tri của người Việt Nam họ không muốn ca ngợi ông này. Do đó chính vì cái điều vậy đó mà chúng ta thấy nó có nhiều cái sự mâu thuẫn. Và trở lại một cái điều thực tế đó là vừa rồi thì chúng tôi cũng nhận được một cái tờ tờ rơi, một cái tờ rơi thì có những cái thông báo ở ngay tại Nam California thì cũng có một cái thông báo rằng sẽ tưởng niệm vào ngày 30 tháng 4, tức nghĩa là ngày thứ bảy, trong hình như là hơn một tuần nữa. Thì đây là một cái tờ rơi được phát hành từ ở phía bên cộng đồng người Việt quốc gia Houston và vùng phụ cận tổ chức. Chúng ta thấy rất là rõ là cái chữ là tưởng niệm 30 tháng 4. Người ta không có dùng cái từ tháng tư đen, và ở trên này thì John Lindhans for Freedom, nhưng mà cũng không có dùng cái từ là tháng tư đen. Thì chúng ta thấy rằng đây có phải là một cái sự chuyển biến, và cái sự chuyển biến này có đáng để mà tôn trọng hay có đáng ca ngợi hay không, và có được chấp nhận trong cái cộng đồng gọi là chống cộng hay không. Đó là cái điều mà chúng ta phải chờ đợi thêm, bởi vì chưa nghe thấy những cái lời chỉ trích hay là chưa thấy những cái lời mà tấn công của những người gọi là chống cộng khác để mà nói rằng phải giữ lề như thế này thế kia, hoặc là người ta phải nói là phải có cái tự quốc hận. Thì đó là cái điều chúng ta thấy rất là đặc biệt của cái chuyển biến năm nay. Và cái làn sóng này có nên, thí dụ như ở trong Việt Nam đó, thì trong những năm gần đây, nhất là trong khoảng từ 3-4 năm vừa rồi, thì có thấy rằng khi mà kỷ niệm ngày tháng 4, 30 tháng 4 chẳng hạn, thì ngay cả trong những cái bài viện diễn văn, ngay cả trong rất là nhiều các cái bài viết ở trên báo chí, và ngay cả những cái băng rô mà được kéo băng căng ngang ở trong bích chương rồi đó, những cái bảng cáo ở trên đường phố ngay tại thành phố Sài Gòn chẳng hạn, hay là nhiều cái tỉnh ở miền Nam đi nữa, thì cũng ít có dùng những cái từ mà ở phía bên này đó, nhiều khi họ nói rằng là những cái từ đó nghe rất là khó chịu, và theo cái kiểu như là chiến thắng rồi ngụy quân ngụy quyền rồi đập tan bộ máy, coi như là ăn bám rồi nhưng mà bộ máy mà tay sai đồ, hoặc là đủ thứ chuyện hết. Thì tất cả những cái điều đó nó có lẽ là chúng ta phải gói gọn nằm trong cái cuốn sách sử. Và thời điểm như là nhiều người họ nói đó là cái quá khứ đó, cần phải xếp lại và cần phải hướng tới cái tương lai. Dĩ nhiên là quá khứ người ta không có quên, nhưng mà việc phán xét thì để cho các cái hậu thế và cho những người họ làm lịch sử họ làm. Còn bây giờ chúng ta phải là tập trung là vấn đề kinh tế. Và cũng nhiều ý kiến nói rằng là đã hòa hoãn, hòa hợp được với bắt tay được với Tây, với Mỹ, những cái kẻ đó mới là kẻ thù trực tiếp với Việt Nam, những cái kẻ là ôm súng ôm bom đạn và biến Việt Nam trở thành một cái đất nước mà coi như là lệ thuộc, và những người đó mới là cái người mà quan trọng nhất, là có thể là kẻ thù trực tiếp, nhưng mà chúng ta còn nói chuyện được, còn tôn trọng được, còn làm ăn được, còn vui vẻ được, thì tại sao những người Việt Nam với nhau, những người mà cùng dòng máu với nhau, cũng là thậm chí là bà con với nhau, mà bây giờ nói chuyện gì một chút vấn đề chính trị là cãi nhau, ổn tỏi là không nhìn nhau, thậm chí rằng còn thù hận nhau, thậm chí là muốn giết nhau. Thì tất cả những cái điều đó là những cái điều đã đến lúc rồi. Bây giờ chỉ còn có 2 kỳ kỷ niệm nữa là đúng nửa thế kỷ, năm nay đã là năm 47, 48 rồi, và chỉ còn 2 năm nữa là chúng ta kỷ niệm là lần thứ 50. 50 thì đối với nhiều người đó là cả một đời rồi. Cho nên đó là phải có một sự chuyển biến, phải có một sự đột phá. Và chúng ta cứ ngồi nói không, mà những người mà trong cái thế hệ mà đã trải qua trong cái thời điểm lịch sử như thế này đó mà không hành động, không làm gì hết, thì cái cách mà gắn kết với nhau nó sẽ càng kéo dài ra thêm, và không phải mất thời gian thêm nữa. Đó là cái điều mà chúng ta muốn nói sơ một chút thôi về vấn đề mà tháng tư đen, hay là ngày quốc hận, hay là ngay cả ngày chiến thắng, ngày giải phóng, hay là ngày đập tan cái ách đô hộ đế quốc Mỹ, hay là chính quyền ngụy quân ngụy quyền gì đó, đại loại tất cả những cái điều đó. Thì có phải chăng đã đến lúc nên có một cái cách nhìn nhận, một cách sử dụng những cái khái niệm cho nó mang chất đoàn kết hơn. Đó là cái điều mà anh, hay nói đúng hơn là một cái người bạn, mà người anh bạn đó, ổng đã gửi cho chúng tôi những cái tin nhắn như vậy. Khi mà nói rằng thôi đi đừng nhắc nó, ông ta chỉ nói rằng là nhắc nó chi nó nghe nó buồn quá. Bởi vì ông ta nằm trong cái lực lượng chống cộng,
nằm trong cái lực lượng mà nói rằng là nhắc đến nó buồn thôi. Bởi vì lý giải rằng nhắc đến là uất hận là mình buồn chứ ai buồn, mà nếu là hận thì ai hận, cái người hận lúc nào cũng sẽ mệt mỏi, cũng sẽ cảm thấy là rất là bệnh hoạn hơn những cái người mà họ không hận, họ vui vẻ thì họ họ khác rồi. Và cái tháng tư đen, cái đen là mình cũng là trong cái tháng là mình đau buồn, là mình tự nhiên mình dùng cái từ tháng tư đen là cả một cái tháng mình chả vui vẻ gì cả. Cả cái tháng này có thể là ăn chay nằm đất, hay là cái kiểu như là mình là không có được bình thường, thì như vậy là mình là cái người bị thiệt hại, mình là cái người bị buồn. Cho nên là không nên dùng cái từ đó nữa. Tưởng niệm là phải có chắc chắn, cho nên dùng cái từ là tháng tưởng niệm, giống như cái layer mà họ mời chúng tôi hồi nãy chúng tôi mới đưa lên đó đó, giống như thế này đó, thì cho thấy là ngày tưởng niệm ha, tưởng niệm 30 tháng 4 thôi. Và cũng có chương trình văn nghệ đấu tranh gì đó, cũng có một số các cái ca sĩ nghệ sĩ gì, thì đó là cái điều mà chúng ta thấy là cái cách làm rất là bình thường vậy, hàng năm vẫn thế, và bây giờ người ta làm cũng giống như vậy. Đó là một số những cái nét mà sinh hoạt trong cộng đồng trong những cái ngày tới của cái tháng tư này, và chúng ta sẽ có thêm những cái clip khác để mà nói về cái 30 tháng 4 này. Cảm ơn quý vị, xin kính chào.